Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Vừa hé lộ trang phục dân tộc, fan hâm mộ đã xót xa trước hình ảnh Kiều Loan một mình chỉnh sửa dàn đèn phụ kiện. Đơn thân độc mã chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế, vì vậy mà hình ảnh Kiều Loan một mình chỉnh sửa bộ trang phục dân tộc khiến cho mọi người hâm mộ không phải xót xa. Tối 20 tháng 10 vừa qua, hậu Kiều Loan đã chính thức công bố trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ chùa Cầu và đêm hội An Nông Ninh. Hội An Quảng Nam là quê hương Á hậu và cũng là một trong những danh thắng giàu giá trị văn hóa lịch sử của Việt Nam. Kiều Loan và ekip phải rất đau đầu khi lựa chọn màu sắc của bộ trang phục dân tộc này. Cuối cùng, người đẹp đã chọn tông màu chủ đạo là màu đỏ lấy cảm hứng từ chùa Cầu và đêm hội An huyền diệu. Bộ trang phục được đính kết bằng pha lê tạo hiệu ứng bắt sáng cùng các chi tiết như mấn và cầu vai, được xi mạ ánh vàng. Điều đặc biệt hơn là hơn 2.000 bóng đèn LED được đính vào thân áo nhằm tái dựng hình ảnh Hội An về đêm sống động lung linh và huyền ảo. Trang phục Kiều Loan mang đến hoa hậu hòa bình quốc tế được tạo ấn tượng bởi dàn đẹp LED phía sau tà áo. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, đèn LED này đã vô tình bị hỏng. Khi không có ekip bên cạnh hỗ trợ, Kiều Loan phải một mình chỉnh sửa và tìm mối dây đã bị đứt để nối lại. Hình ảnh làng Á hậu cặm cụi tìm từng mối dây điện chỉnh sửa để có thể mang đến phần thi tốt nhất đã khiến cho người hâm mộ tại quê nhà vô cùng xót xa. Cuộc thi Miss Grand International 2019 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đang diễn ra tại Venezuela. Kiều Loan và các thí sinh đã trải qua các phần thi trình diễn áo tắm và phỏng vấn kín vào ngày 21 tháng 10. Các cô gái sẽ thi trang phục dân tộc. Đây là vòng thi được khán giả trông đợi ở Hoa hậu Hòa bình bởi các thí sinh thường mang đến nhiều bộ cánh cầu kỳ, ý tưởng độc đáo. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.